mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có hình một chú cá to đang bơi ở dưới nước. Và sau đây thì mình cùng với mọi người sẽ đi tô màu cho bức tranh ngày hôm nay nha. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn một màu để cho phù hợp. Chú cá ngày hôm nay chúng ta tô màu sẽ rất là xinh luôn mọi người ạ. Nó kiểu có rất là nhiều chi tiết ở trên người ấy. Và phần đầu tiên xuyên vảy cá mình sẽ tô màu xanh nha. Áo vảy cá mình sẽ tô màu xanh này, sẽ tô màu xanh hơn không? Sáng giờ không biết được 5-6 chục cá chưa, không biết, không biết được chục cá chưa. Thôi em làm ăn gì không lĩnh tiền chứ ạ, em làm mọi người bằng mọi người làm rốn ấy mà. Đó, lại cứ nghĩ thế chị Hà. Chị Hà lại cứ tưởng thật, cái chị Hà lại ôi dồi ôi. Cần gì phải tưởng, nó lại thật đâu phải tưởng. Trời ơi, Hà lại nghĩ. Động lực của chị đi làm đấy. Ôi dồi ôi. Nhiều tiền lắm chị ạ. Cái phần là vi cá mình sẽ tô màu xanh nha. Tiền em để trong trong đầu chứ không để trong thẻ ngân hàng hay là tiền mặt. Em mà nhiều thuyền thì em đã nghỉ hưu rồi. Mục đích của em là có 100 triệu tài khoản xem em sẽ nghỉ hưu nhỉ. Phần vảy cá bên trong thì mình sẽ tô màu cam nhé. Oh, đâu mà không hết vậy. Vảy cá sẽ tô màu cam nha. Sẽ tô màu màu cam hết nha. Chị xem cái đoạn nào mà nối cái đoạn đoạn hậu trường á, chị cắt ra đi chọn, chị cho mọi người đi, chị quên á, quên xong đến lúc sắp tiếp xuất xong lại bắt đầu sửa lại, mất sắp là cái việc sau cùng. Chị cắt chị bỏ vào trước đi. Em mà không cắt thì quên lúc nào luôn. Đấy. Chúng ta sẽ tô màu cho các bạn một bức tranh, đó chính là một chiếc xe cảnh sát. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay nhé. Đó là nó làm sao với các bạn là hai tay tô ấy. Có nghĩa là hai tay tô xong rồi đấy cái đấy. Chị cắt luôn, cắt luôn để chị để khoảng cho cháu nó một khoảng cho cái đoạn đấy là. Chiếc xe cảnh sát này như người ta hay nói á, người yêu không có chói không lôi tiền em phải đấu hết rồi. Đó là gì? Em có 100 triệu tài khoản sở nghĩ hưu. Này, ngày 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 thế nhớ cho anh ngồi kéo nhé. Chưa có bằng xe máy là ngồi ô tô. Em chưa có bằng xe máy. Nói nhỏ là nhỏ thôi, người ta biết người gửi mặt cho. Em Facebook của Thu Thanh Hóa rồi. Em không biết cái bằng xe máy màu gì nó này. Thân cá của tôi màu hồng nhé. Bức tranh về cô đầu bếp. Bây giờ em mua có được không nhỉ? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mặt trời các bạn ạ.
nước tách ở trên con laptop mình dùng cũng sướng. Alo. Chị được 5-600 rồi chị lo gì? Mấy? Em cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng mà hôm qua anh Phúc bảo tầm khoảng 2 cái nữa. Thì 2 cái nữa chắc chắn sẽ xong tháng này mà. Là 4 cái. Và cái video tô màu về hình ảnh một chú cá này của mình đã kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tô màu tiếp theo trên kênh của mình nha. Và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin 1 lượt like, 1 lượt share và 1 lượt đăng ký kênh. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.